Quý vị ơi, là nhân vật xếp hạng thứ 3 trong danh sách các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, đứng thứ 5 trong top những cuốn truyện tranh được sản xuất và bán nhiều nhất trên thế giới. Với tính cách vui nhộn, khi đến lúc nóng nảy, mất bình tĩnh khi bị kích động, nhưng lại rất lạc quan yêu đời, chú vị Đông Nam đã chiếm được tình cảm rất lớn của các em thiếu niên đi đầu trên bản cầu cũng như ở Việt Nam. Do có sự yêu mến quý vị Đông Nam, hôm nay các cháu thiếu niên nhi đồng và nhân dân tổ dân phố 4 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đã đem đến hội thi mô hình chảy lộ thành tươi cùng vị Đông Nam. Chúc cho lễ hội thành tuyên năm 2023 thành công tốt đẹp. Đang kính qua khán đài là mô hình của nhân dân tổ 13 phường Tân Hà với chủ đề nhà mưu đi chảy hội thành tiên. Mô hình nhà mưu đi chảy hội thành tiên. Trong quan niệm thế giới ngày nay, chim bồ câu là biểu tượng cho sự hòa bình, yên vui và hạnh phúc.
hoài tượng đó đang sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Về gửi những các con trên đường không được coi là một hình thức giao tiếp và truyền tải thông điệp của sự hòa bình và hy vọng cho một tương lai tốt đẹp. Với ý nghĩa to lớn đó, nhân dân số 3 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đã chung sức đồng lòng tạo nên mô hình đèn trung thu cánh chim hòa bình. Sắc màu chủ đạo của mô hình chính là tông màu trắng của chim bồ câu, màu trắng là màu vàng rực, cho sự trong sáng thuần khiết, tình yêu cao thượng và những gì đẹp đẽ nhất. Thông qua mô hình cánh chim hòa bình, nhân dân số 13 xã Tràng Đà hy vọng rằng mỗi cá nhân trong chúng ta hãy hòa mình trong một sức mạnh chung hướng đến hòa bình cho mỗi quốc gia dân tộc, cùng chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Thank you.